học viên Vũ Thanh 75 tuổi, lớp tập trí liên tâm tại Thái Bình, chỉ qua một tuần áp dụng phương pháp dậm gót chân và chườm đá ấm vùng gan theo liệu pháp y mao mạch của thầy Dư Quang Châu hướng dẫn, đã thấy hết chứng huyết áp cao, cải thiện chứng viêm gan mãn, giúp ăn ngon, ngủ ngon, cải thiện đường tiêu hóa, hết chứng đắng miệng, cải thiện tiền liệt tuyến và chứng viêm kết mạc bờ mi. Tôi là Vũ Thanh thì cái trung tâm này đã biết rồi, 75 tuổi. Cái qua nghe thì tôi thấy là nó trúng với lại cái bản thân tôi, cho nên là tôi mua đá để mua một số các cái dụng cụ cần thiết. Thế thì về tôi giải quyết được mấy việc của bản thân tôi như thế này. Thứ nhất là cái dậm chân thì lúc đầu tôi chỉ dậm có 50 cái, về sau lên 70, lên 100, lên 150, lên 200. Thế lên 200 thì tôi dừng lại. Thế thì từ hôm ấy đến hôm nay thì kết quả là 3 năm uống thuốc hạ cái năm, sáng nào tôi uống thuốc. Mà tối đa là 160, 170, tối thiểu 110. Thế thì bây giờ cái huyết áp của tôi nó chỉ có 110 là trên 70. Kết quả ngày hôm qua kiểm tra sức khỏe ở ban và bệnh sức khỏe của tỉnh về kiểm tra thì thấy kết quả đáng mừng. Thế thì thứ nhất là tôi đã giải quyết được cái huyết áp cao của tôi. Cái thứ hai là tôi chườm đá, thì tôi chườm ở vùng gan. Thì như thế là hôm trước tôi đã báo cáo rồi, tức là tôi bị viêm gan mãn mà do cái hậu quả của chiến tranh, cho nên là đã áp viêm gan từ sau ngày giải phóng. Thì đến bây giờ là cái cơ quan quản lý sức khỏe của tỉnh thì cũng đã siêu âm màu là rất nhiều lần, có thể nói là dưới 10 lần siêu âm màu, thì người ta kết luận là cái gan nó có nguy cơ sơ gan. Thế thì vừa rồi tôi chườm cái đá này thì tôi thấy nó dễ chịu và nó nóng quá thân, và cái bụng của thế nó dễ chịu, nó không có căng cái bụng nữa. Thế mà ăn ngon ngủ ngon và cái mồm nó không có đắng nước bọt ở trong mồm. Thế thì và cái thứ hai là cái đi đại tiện cái là thế, nó thoải mái chứ nó không ngồi ấy là 20-30 phút như trước đây. Thế là cái đùa nó thông, thì tôi thấy cái kết quả của cái gan này rất hiệu quả, mà tôi hy vọng là tôi sẽ qua khỏi được cái cơn nguy kịch về về xưa. Thế thì là cái kết quả về chườm cái này, chườm dưới vùng gan. Thế thì cái thứ hai là cái đá này tôi đem chườm vào vùng bàng quang và chườm cái tiền liệt tuyến. Tiền liệt tuyến của tôi nó cũng đã to rồi. Thế thì báo cáo với các vị là xin lỗi là đi tiểu là nó cứ rơi rớt ra quần, mà một ngày một đêm tôi phải đi tiểu 5-7 lần. Thế là đi lần nào nó rớt ra quần là thế. Thế cho nên là cứ phải giảm quần ngày 2 lần để quần đó. Thế nhưng mà đến khi tôi chườm cái này thì một đêm không cần đi tiểu. Nếu có thì đi lúc 1 giờ là cái lúc mà hết thì giấc ngủ buổi tối rồi, nhưng 1 giờ chúng ta đi lần và đến sáng thì làm vô tư không có vấn đề gì, nó không ngăn cái bụng mà nó không xúc được mình phải dậy. Thế thì đấy là cái trường đá tôi thấy kết quả hay. Cái thứ ba là cái tay tôi trường đá để đỡ đá dậy cái mắt. Thế thì cái mắt của tôi là nó viêm hết mặt bờ mi cũng 4-5 năm nay, thì mỗi tháng phải nặng ngủ ở cái bờ mi ra một lần, tức là nặng là ngoài vùng dịch. Thế thì bây giờ là bà uống cái thuốc để chống viêm. Thế thì là từ hôm làm đến nay thì tôi không uống thuốc nữa, và tôi chỉ có chườm đá thôi, thì nó không chảy nước mắt và hai bên mắt nó không bùng dịch nữa. Thế đấy là cái kết quả của cái đá, cái tay chườm đá bốc lên mặt, bốc lên cái lòng mắt này. Đấy là đối với bản thân tôi thì có mấy cái kết quả sơ bộ bước đầu như vậy. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam
Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.